Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của chúng tôi. Các bạn đã được đến rất nhiều khu du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế. Vậy các bạn đã từng đến với Thái Nguyên chưa? Đã từng đến khu du lịch Hồ Núi Cốc chưa? Vâng, khu du lịch Hồ Núi Cốc Thái Nguyên là một địa điểm du lịch giải tỏa stress ngày cuối tuần rất tuyệt vời. Nó không đơn thuần là nơi nghỉ ngơi tĩnh tâm mà còn là cơ hội để du khách đắm mình trong không gian huyền thoại về tình yêu tuyệt đẹp của nàng Công và chàng Cốc. Đến Hồ Núi Cốc là đến với thiên đường vui chơi giải trí, những địa điểm tham quan hấp dẫn cùng các trò chơi ở núi cốc Thái Nguyên đầy mới lạ. Du khách là người yêu thích những trò chơi, muốn tìm những phút giây sảng khoái, hãy đến với công viên nước, công viên khủng long, cá sấu. Với những trò chơi hấp dẫn, độc đáo, đem lại những cảm giác thú vị đến không ngờ. Ngoài ra, còn có khu vui chơi dành riêng cho trẻ em với những trò chơi thông minh giúp trẻ phát triển về chiều cao và trí tuệ. Hiện nay, có rất nhiều trò chơi mạo hiểm đã phổ biến ở Việt Nam, nhưng các địa phương điểm chơi lại còn được khá ít người ưa mạo hiểm biết tới. Sau những giờ học căng thẳng, cần có thời gian xả stress để lấy lại tinh thần. Trò chơi mạo hiểm vừa để tăng thêm trải nghiệm cho bản thân, vừa được cảm nhận cảm giác kích thích tột đỉnh, khiến bản thân quên đi hết những mệt mỏi. Bạn đã từng bao giờ trải qua cảm giác trở thành quả lắc của một chiếc đồng hồ khổng lồ chưa? Bạn thực sự muốn trở thành chính bản thân mình với mong muốn chinh phục những cảm giác phiêu? Hãy tham gia ngay trò chơi đĩa bay tại khu du lịch Hồ Núi Cốc sẽ giúp bạn có những trải nghiệm và đến những cảm giác cực kỳ thú vị. Tạo cảm giác cực mạnh khi ghế ngồi được đưa lên cao, xoay ngang và thả xuống, thích hợp cho các bạn đam mê trò chơi cảm giác mạnh. Bạn sẽ được xoay vòng trên quả lắc cực lớn được thiết kế với 22 ghế ngồi hướng ra ngoài trên trục quay cao 10m, chắc chắn sẽ đem đến cho bạn cảm giác phiêu lưu cực mạnh và những giây phút xả stress rất khó quên. Cảm giác đầu tiên khi bước chân lên vị trí ngồi của đĩa bay là sự phấn khích chờ đợi, những cảm giác mới. Chắc hẳn trong đầu bạn sẽ hồi hộp, suy nghĩ ra rất nhiều cảm giác mà mình sắp trải nghiệm. Khi đĩa bay khởi động là lúc mà một luồng gió mát dễ chịu xoa nhẹ cảm giác và giúp bạn bớt căng thẳng. Tiếp đến là rất nhiều cảm xúc khác nhau mà bạn đang chờ đợi khi đĩa bay lắc lư, bay lên cao rồi vụt xuống thấp, với âm thanh cực phiêu, hòa cùng tiếng la hét của người chơi, cùng với âm thanh cổ vũ của bạn bè. Chắc hẳn đĩa bay sẽ cho bạn những giây phút cực kỳ thoải mái và cực kỳ phấn khích. Để đảm bảo an toàn, sau khi ngồi vào ghế, đề nghị quý khách kéo thanh an toàn về phía sát người, không đùa nghịch đứng lên, giơ tay với cây trong đu quay đang vận hành, chờ khi đu quay dừng hẳn mới được xuống và không xả rác ra khu vực trò chơi. Khi có sự cố mất điện, đề nghị quý khách ngồi yên tại chỗ chờ sự hướng dẫn của nhân viên vận hành. Không mang tư trang, vật dụng dễ rơi như kính, bút, chìa khóa, điện thoại di động, máy ảnh khi tham gia trò chơi. Những người mắc bệnh về tim, mạch, huyết áp, thần kinh, phụ nữ đang mang thai, trẻ em cao dưới 1,2m, người già trên 60 tuổi, những người sau khi dùng rượu, bia hoặc chất kích thích không được tham gia trò chơi này. Và tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên vận hành. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đĩa bay. Đĩa bay khi hoạt động sẽ là tổng hợp của hai hoạt động. Tay lớn lắc có vận tốc 13 lần trên 1 phút, quay quanh trục tay lớn vận tốc 4 vòng trên 1 phút. Chỗ ngồi của khách gồm 22 ghế có màu sắc rực rỡ, mỗi ghế chứa được một người. Kết cấu của đu quay dựa trên sự phát triển của nền khoa học công nghệ hiện đại, chú trọng đến sự an toàn tuyệt đối của quý khách. Khách sẽ cảm thấy có cảm giác mạnh lơ lửng trên không khi ngồi trên ghế của đĩa bay. Chúc các bạn có được những trải nghiệm cực kỳ thú vị qua trò chơi mạo hiểm này nhé. Chúc quý vị và các bạn sẽ có chuyến tham quan du lịch Hồ Núi Cốc thật vui vẻ. Quý khách có nhu cầu đặt phòng khách sạn, thuê xe du lịch hay gọi trực tiếp số hotline 039-297-9999 để được tư vấn dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Cảm ơn quý khách đã xem video của chúng tôi. Hãy ấn nút đăng ký kênh miễn phí và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới video và chia sẻ cho mọi người cùng xem video này nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.